Hi, xin chào mấy bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với cuộc sống dưới nước. Và tôi sẽ từ một con cá tiến hóa thành rồng. Các bạn không nghe lầm đâu, tôi sẽ trở thành rồng thật sự, chứ không phải tôi biến thành một con lãi xì đa hột dịch lộn khổng lồ rồi bảo là long tộc. Tuy nhiên, ở cái hình dạng đầu tiên của tôi chính là một con cá vô cùng xấu xí, da rất là sần sùi. Vâng, có hai cách để trở thành rồng. Một là cha mẹ của các bạn là long tộc, tức là rồng thần. Họ ăn chơi đú đỡn rồi ngủ với nhau, cuối cùng đẻ ra các bạn. Cách thứ hai, các bạn là những sinh vật vô cùng bình thường nhưng phải trải qua khó khăn, luyện tập và sau đó nâng cao khả năng của mình để có thể phi thân tiến hóa thành rồng. Khi ban đầu xuất hiện, tôi chỉ là một con cá vô cùng bình thường. Do vậy, tôi sẽ theo cách thứ hai, đó chính là đi săn những cái con mồi trong người của bọn chúng có chứa máu của rồng. Đây, vừa mới nhất tôi đã bắt được một con cá rồng rồi. Nghe thấy tên bọn chúng, chắc chắn trong người của bọn chúng sẽ có máu của loài rồng thật sự. Tôi cũng bắt đầu xé, cắn, nuốt để hấp thụ máu của rồng. Khi cắn tàn sát con cá rồng này, một nguồn năng lượng và sức mạnh bí ẩn trong cơ thể của nó mà tôi đã hấp thụ vào trong bụng. Nhưng chưa đủ, tôi cần thêm một con nữa. Khi đủ năng lượng rồi, tôi có thể tổng hợp sức mạnh và biến cơ thể của mình sang một trạng thái giống như loài rồng hơn. Tiếp tục bơi xung quanh, tôi phát hiện ra thêm một con cá rồng nữa. Được rồi, cố gắng lên, một tí nữa thôi tôi sẽ thay đổi hình dạng. Không biết sang cái hình dạng thứ hai tôi đã trở thành rồng thật sự chưa. Lúc này cái miệng của tôi cạp liên tục, những cái hàm răng vô cùng sắc nhọn. Và đặc biệt tôi không bao giờ đánh răng, nên nước miếng của tôi rất là độc, cũng khiến cho con cá rồng kia tê liệt và dần dần bị tôi xé xác một cách nhanh chóng. Vậy là tôi lại tiếp tục hấp thụ nguồn năng lượng, sức mạnh của rồng bí ẩn trong cái con mồi vừa mới bị xé xác này. Nguồn kinh nghiệm của tôi cũng đã dần đầy, và thật sự bây giờ tôi bắt đầu tiến hóa lên cấp độ tiếp theo. Hả? Hình dạng gì đây? Bây giờ tôi không giống con cá nữa các bạn à, mà cũng chẳng giống con rồng, tôi giống con lãi hơn. Ôi trời đất quỷ thần ơi. Nhưng không sao, tôi cố gắng thêm một chút nữa, vượt qua cái cấp độ này thôi, chắc chắn tôi sẽ trở thành rồng. Nào, bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng tôi tiếp tục đi săn mồi. Chúng ta sẽ săn những cái con mà trong mình của bọn chúng có máu của loài rồng. Những cái con đó thường tên của bọn chúng có chữ long, chữ rồng. Thì bây giờ tôi đã nhìn thấy một con cá hải tượng long, thì chắc chắn trong người của bọn chúng có máu của loài long tộc rất nhiều. Thế là tôi cũng nhanh chóng bay tới, tôi cạp tứ lung tung, cạp vào lưng, vào bụng, vào đuôi, vào vây, và cả vào cái ớt của nó nữa, khiến cho con cá hải tượng long này vô cùng đau đớn. Nó cũng chửi tôi: bớ người ta, có con lãi biến thái, có con lãi biến thái. Trời đất ơi, tao là con cá đực mà nó cũng không tha nữa, bớ người ta. What the hell? Mặc kệ những gì nó nói về tôi, thậm chí nó chửi rủa tôi, nó chửi cả dòng họ ba đời của tôi, nhưng tôi không sợ, tôi quyết tâm xé xác nó. Cuối cùng, con cá hải tượng long khổng lồ bị tôi băm ra từng miếng. Nguồn năng lượng long tộc trong cơ thể của nó bị tôi hấp thụ sạch. Lúc này, người của tôi bắt đầu to lên, dài ra, chắc có lẽ sắp trở thành rồng rồi thì phải. Tuy nhiên thì cái thanh kinh nghiệm của tôi vẫn chưa đầy, tôi cần thêm một con cá hải tượng long nữa thì mới có thể giúp tôi tiến hóa được thành rồng. Được rồi, bây giờ tôi cần phải nhanh chóng thêm một tí nữa đi tìm một con cá hải tượng long khác và bắt đầu xé thịt, húp lấy nguồn năng lượng để có thể tiến hóa lên cấp độ tiếp theo. Hy vọng ở cái hình dạng tiếp theo tôi sẽ rất là giống loài rồng. Các bạn biết không, nếu mà tôi đạt được hình dạng của loài long tộc, tôi đi cua bất cứ con cá cái trong thế giới nước này, bọn chúng đều chịu hết á. Cái lũ cá cái ở đây ham lấy chồng giàu lắm, nghe tới có rồng long tộc giàu có là bọn chúng thích lắm. Sau một hồi bơi tung tăng, cuối cùng tôi nhìn thấy một con cá hải tượng long khác, nó đang bị mắc kẹt trong một tảng đá. Được rồi, ông trời giúp tôi rồi, cơ hội tới rồi. Tôi cũng nhanh chóng bay tới và xé xác nó. Không mất thời gian bao lâu, cuối cùng tôi cũng đã hút sạch máu của nó. Thanh kinh nghiệm của tôi cũng đã đầy. Ôi trời đất ơi, thêm một con cá hải tượng long nữa, thôi cho nó ăn số thịt còn lại. Còn tôi qua đằng kia bắt đầu tiến hóa. Wow, cái gì đây? Ôi trời đất ơi, không phải là một con lãi, hay cũng không phải là một con rắn, mà chính xác hơn, tôi đã là một con rồng nước rồi. Ôi trời đất quỷ thần ơi, nhìn đẹp quá, ngầu quá à. Nãy giờ thì chúng ta đã lộng hành trong cái sông này rất nhiều rồi. Bây giờ tôi sẽ ra đại dương lớn, sẽ xuất hiện những con cá dữ tợn hơn, to hơn. thì mới xứng với con rồng rất đặc biệt này. Nhưng mà khoan, mặc dù có hình dạng rất giống loài rồng, nhưng mà tôi vẫn chưa phải là long tộc, chưa phải là loài rồng chính thức. Tôi cần phải cố gắng tiến hóa thêm một cấp độ nữa thì tôi sẽ trở thành loài rồng thần vô cùng mạnh mẽ. Lúc đó hả, tôi không có lấy mấy con cá cái tầm thường nữa, bọn chúng làm ảnh hưởng gen của tôi. Thay vào đó, tôi sẽ đi cưới những em rồng cái xinh đẹp, nhà giàu có, bố làm to. Lúc đó tôi về nhờ bố vợ cho tôi quyền chức giàu sang, sống sung sướng suốt cuộc đời. Hai, nghĩ tới thôi đã thấy thích rồi. Quay trở lại với nội dung giải trí của chúng ta, tôi cũng đã bơi vòng vòng trong biển lớn này, bắt gặp được rất là nhiều loài cá khổng lồ khác. Tuy nhiên, tôi tấn công nãy giờ mà không thấy con nào có máu của loài rồng để tôi có thể hấp thụ và tiếp tục tiến hóa cả. Là cá heo, nào là cá mập, nào là cá mú, toàn là cá không à. Không có con nào có tên trong chữ long hay là rồng cả. Tôi lại bắt gặp thêm một con cá mập trắng. Nó nhìn thấy tôi, nó bảo rằng: "Ê, con lại, biến chỗ khác, chỗ này địa phận làm ăn của tao." Thế là tôi ghét quá, tôi cũng liền bay tới và rồi cắn cho nó chết luôn. Hây, tôi rất là bực mình khi nghe cái con vật nào dám nói tôi là con lãi. Nghĩ sao mà tôi là con lãi chứ? Rõ ràng tôi là rồng, rồng vô cùng thanh lịch đẹp trai khắp vũ trụ mà. Đúng là một cái lũ không hiểu biết gì cả. Được rồi các bạn à, chắc có lẽ cái vùng biển lớn này không có sinh vật nào đó có mang dòng máu của loài rồng để tôi có thể hút năng lượng và tiến hóa thêm. Tôi bắt buộc phải bơi ra biển đại dương lớn hơn. Hy vọng ở nơi đó sẽ có những cái con mà có tên chữ long hoặc là rồng để tôi có thể bắt làm thịt. Mấy ngày đường, cuối cùng tôi cũng bơi từ biển Đông ra tới đại dương lớn. Nơi đây là một vùng biển vô cùng sâu thẳm và rất là lạnh lẽo. Đột nhiên tôi nghe thấy những âm thanh rất ghê rợn phát ra từ dưới đáy của đại dương này. Tôi bắt đầu lặn sâu hơn để xem xét tình hình. Đột nhiên tôi phát hiện được một con quái vật hồ lóc nét. Đúng rồi, nó chính là một loại khủng long tiền cổ. Mà đã là khủng long thì sẽ có chữ long, chắc chắn có chữ long thì sẽ có máu của loài rồng. Tôi tới bắt đầu hút máu nó. Hả? Chuyện gì vậy? Ôi trời đất ơi, cướp, bắt người ta, có con lại nó cướp tôi. Ôi trời đất ơi, nó định làm gì tôi? Không. Cầm mồm ngay, tao không phải là cướp, tao tới đây để ăn thịt mày. Không, làm ơn tha cho tao đi, tao là bé đê mà. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó... Đúng như những gì tôi đã tính toán, tôi đã tấn công được một con khủng long tiền cổ quái vật hồ lóc nét. Cuối cùng, thanh kinh nghiệm của tôi cũng đã bắt đầu chạy lên. Được rồi, cứ như thế mà tôi sẽ tiếp tục đi tìm những cái con khủng long nước dưới cái biển đại dương này. Không ngờ khu vực nơi đây thật là nhiều bí ẩn quá đi. Tuy nhiên, tôi cần phải hết sức cảnh giác, bởi vì cơ thể của tôi không phải là cơ thể toàn diện. Và tôi cũng không phải là loài mạnh nhất tại cái biển đại dương này. Vẫn còn nhiều loài khác rất dữ tợn. Chỉ cần bọn chúng cạp tôi một phát, tôi có thể gặp ông bà bất cứ lúc nào. Cứ tiếp tục bơi mãi thì tôi cũng đã bắt gặp được một bầy quái vật hồ lóc nét. Ôi trời đất ơi, cái lũ quái vật hồ lóc nét này không biết bọn chúng bị lây BD từ sinh vật nào mà cả bầy loài, con nào con nấy đều bị BD hết luôn à. Biến thái mấy trẻ ơi, cứu chị với, có con lại kia nó định làm gì chị kìa. Đau quá. Tôi cũng cố gắng sẽ tan xác cái còn quái vật hồ lóc nét chết tiệt đây. Mày BD tao đã không kỵ thị mày rồi, mày còn cứ kêu tao là con lãi này con lãi nọ, cho mày chết. Thế là tôi cũng bắt đầu sẽ tan thịt nó ra, hút lấy nguồn năng lượng và máu rồng trong người của nó. Bởi vì nó là khủng long mà, có chữ long tức là rồng rồi. Và thanh kinh nghiệm tôi cũng đã đầy, tôi cũng đã chuyển sang một hình dạng vô cùng tuyệt vời. Ôi trời đất quỷ thần ơi, tôi đã trở thành một con rồng màu đỏ. Ui, có khi nào tôi là rồng Long Vương hay không? Trời đất ơi, nhìn ngầu quá. Hả? Đằng trước tôi xuất hiện một con sinh vật gì đó rất dữ tợn và to lớn. Đúng rồi, là loài Mosasaurus. Tôi sẽ tới cắn tay đôi với nó để kiểm tra thử sức mạnh hiện tại của tôi tới đâu. Được rồi, tôi sẽ chờ nó quay đầu lại và sau đó bay tới cắn lén nó. 1, 2, 3, cơ hội tới rồi, bắt đầu nào. Cạp vào người của nó, cạp vào bộ phận duy trì nội giống. Ôi không! Cũng may đây là game, tôi có thể hồi sinh lại. Đúng rồi, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ quyết giết chết con màu Sasuros đáng ghét đó. Phải xé xác nó thành trăm mảnh. Chắc có lẽ hiện tại bây giờ, mặc dù tôi đã sở hữu được hình dạng giống như là rồng Long Vương, cơ thể rất là khỏe, tuy nhiên cái con màu Sasuros kia, nó là chúa tể của đại dương này, nên việc giết nó rất là khó khăn. Tôi cần phải từ từ bình tĩnh và sau đó tấn công lén nó. Đợi nó quay đầu đi, tôi sẽ bay tới và cạp vào trong bụng của nó. Vâng, với cái trí não vô cùng thông minh của mình, 1 + 1 bằng 3 của tôi cũng đã tính toán chi ly và tấn công thật ngọn ngục. Cuối cùng tôi cũng đã cạp vào trong bụng của nó, khiến nó rất đau đớn và nó chết ngay tại chỗ. Tôi cũng nhanh chóng xé người của nó thành nhiều mảnh và nuốt hết thịt, lẫn nguồn sức mạnh của con khủng long thời tiền sử này. Wow, bây giờ tôi đã chính thức trở thành chúa tể mới, trở thành một rồng Long Vương vô cùng tuyệt vời, thống trị cả biển cả này. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi tìm mấy em rồng cái nhà giàu có xinh đẹp để lấy về làm vợ và sau đó sống sung sướng. Vâng, đó là cuộc đời và sự tiến hóa của loài rồng nước như tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một buổi chiều thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.